lẩu, lẩu bò, nguyên một mâm xíu quách luôn đó nha. Mâm xíu quách này cạp răng này yếu là cạp hồi là lụng răng luôn. Bảy miếng xèo các bạn. Đây là phèo nha, phèo nha, phèo. Phèo bò là ăn là bao bao ngon luôn á. Phèo bò bao ngon luôn nha, nồi lẩu nè. Đây, phèo xương răng luôn nha. Bao luôn. Còn đây là mâm, còn đây là dĩa rau nha cả nhà. Này một mâm xíu quách này chắc cũng cỡ 3 kg. Xíu quách thì thịt không nha, chứ phải là xíu quách xương không nha. Chắc tối buồn buồn quá em làm một mâm xíu quách này với cái nồi lẩu này ngồi cạo lót dạ buổi tối. Thôi kết thúc video đây nha cả nhà.